BBTV. Wow, trời sáng rồi, trời sáng rồi, tới giờ đi học rồi. Ủa, hôm nay bạn Gấu Trắc đâu ta? Sao bạn ấy giờ này còn chưa tới nữa? Vừa mới ngủ dậy, chào bạn Gấu Bự nha. Chào bạn Gấu Trắc, bạn đến rồi à? Sao hôm nay dậy trễ vậy? Tối hôm qua tớ ngủ muộn nên là lười dậy quá. Sao hôm nào cậu cũng ngủ muộn như thế? Mai đi kiểu này mà đến trường là cô phạt đó. Tớ còn bận đi chơi nên là tớ phải ngủ muộn. Lại là đi chơi nữa à? Sao mà thầy cô nói bao nhiêu lần rồi mà bạn không nghe? Bây giờ đi học về là phải học bài, sau đó ăn rồi ngủ mới có sức khỏe, mới mau to lớn lên được. Tớ chả thích học bài đâu, tớ chỉ thích đi chơi thôi. Gấu Trắc đi chơi như vậy rồi là không thuộc bài đến trường cô phạt đó. Thế bây giờ nè, Gấu Trắc có muốn to khỏe như là gấu lớn không? Có, nhưng mà tớ chả thích học bài đâu, tớ kệ. Không học bài là không được biết chưa, mai mốt cuối năm là không có phiếu bé ngoan đâu đó. Tớ chả cần phiếu bé ngoan, tớ chả thích đi học, tớ đi chơi. Thế bây giờ là Gấu Trắc có muốn được như gấu lớn, được mọi người yêu mến không? Được mọi người làm quý và được to phải có sức khỏe như gấu lớn gì không? Có, tớ thích nhưng mà mọi người chả quý tớ gì cả. Nếu như vậy thì là Gấu Trắc phải nghe lời gấu lớn đó. Đi học về phải ăn uống nè, học bài nè, đến giờ phải ngủ đúng giờ nè. Sáng mình không được đi dậy muộn, đi học sớm phải đúng giờ nữa đó. Thì ra là như vậy. Được rồi, hôm nay tớ sẽ ít đi chơi thôi. Tớ sẽ ở nhà học bài, đi ngủ sớm để có sức khỏe còn đi học nữa chứ. Vậy là Gấu Trắc đã hứa rồi đó nghe. Tớ hứa này. Mình đi học thôi. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.